Trường mầm non Tịnh Bắc được xây dựng nằm ở trung tâm địa bàn xã Tịnh Bắc, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Trong những năm qua, trường đã có nhiều thành tích trong các hoạt động phong trào do ngành tổ chức. Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai. Thật sự, đất nước ta đang đẩy mạnh sự phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa, với làn sóng hội nhập đang trào dâng mạnh mẽ. Để đáp ứng được điều đó, đòi hỏi con người mới phải có đạo đức, tài năng, sáng tạo, đào tạo nên những thế hệ mầm non tương lai của đất nước, là tiền đề của sự phát triển của cuộc đời trong mỗi cá nhân. Giáo dục trẻ đúng hướng sẽ giúp chúng ta thực hiện sứ mệnh của dân tộc ta, thời đại mà chúng ta đang vươn tới. Như chúng ta đã biết, tạo môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm là giúp chúng ta phát huy được năng lực cá nhân. Trẻ phát triển tư duy một cách tích cực, trẻ chủ động khám phá, trải nghiệm về thế giới xung quanh và ảnh hưởng rất lớn đến sự thành công trong học tập của trẻ. Trong quá trình nghiên cứu chuyên đề lấy trẻ làm trung tâm, với sự nỗ lực tìm tòi bằng cả trí tuệ và công sức của giáo viên trong trường, trường mầm non Tịnh Bắc đã thiết kế môi trường giáo dục theo nhiều hình thức và hướng đến mục đích lấy trẻ làm trung tâm. Môi trường vật chất trong và ngoài lớp học có ý nghĩa vô cùng quan trọng, tạo điều kiện giúp giáo viên tổ chức các hoạt động đáp ứng nhu cầu hứng thú của trẻ với hình thức chơi mà học, học bằng chơi, giúp trẻ phát triển và xây dựng môi trường cần được lập kế hoạch cẩn thận, thiết kế hấp dẫn và đầy đủ các nguyên vật liệu. Các góc chơi trong lớp và ngoài trời cần đảm bảo tính an toàn, sạch sẽ để hỗ trợ việc học và phát triển của trẻ được tốt hơn. Vì vậy, đồ dùng đồ chơi và các nguyên vật liệu vô cùng quan trọng. Có nhiều nguyên vật liệu sẽ kích thích sự sáng tạo của trẻ trong học tập. Các góc chơi cần có các đồ dùng đồ chơi phù hợp với chủ đề, nội dung học tập của trẻ. Các đồ chơi là các nguyên vật liệu mở sẽ kích thích khả năng sáng tạo, trí tưởng tượng của trẻ trong khi chơi.
Kính thưa quý vị cùng các cô giáo thân mến, xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm ngày hôm nay, chúng tôi đã xây dựng chủ đề thế giới thực vật cho độ tuổi 5-6 tuổi và đã trang trí trong môi trường trong và ngoài lớp học dựa trên tiêu chí lấy trẻ làm trung tâm. Vâng, và trên đây chúng tôi đã sử dụng với nhiều hình thức các dáng những miếng xốp để tạo thành bản chủ đề chính với các nhánh, một số loại hoa, một số loại rau củ quả, một số loại cây xanh và tết vào mùa xuân. Và thông qua bản chủ đề này sẽ giúp trẻ hiểu rõ hơn về nội dung của chủ đề chính. Và thông qua cuộc khảo sát đầu năm thì chúng tôi đã nhận thấy rằng là trẻ đã hình thành được những kỹ năng cắt dáng. Chính vì vậy mà với bản chủ đề này thì đã được cô và trẻ tạo nên một bản chủ đề chính cho ngày hôm nay. Chúng tôi còn thiết kế thêm một góc sinh nhật với các hình ảnh như là bánh sinh nhật và những bông hoa và những con số được biểu thị cho tháng sinh của trẻ. Và chúng tôi còn thiết kế thêm đó là những con số được kém các chính ở phía sau. Thì từ đó thì trẻ sẽ tự tay mình và lấy những cái tháng sinh của trẻ sẽ gắn vào cái chiếc bánh sinh nhật này. Từ đó sẽ giúp trẻ sẽ hiểu rõ hơn về ý nghĩa của ngày sinh nhật của mình. Bên cạnh bản chủ đề thì chúng tôi còn thiết kế đó là bản bé ngoan. Thì trên đây bản bé ngoan của chúng tôi là thiết kế với 3 bông hoa khác nhau. Mỗi bông hoa thì tượng trưng cho một hồn xác, tượng trưng cho một tổ. Và trên mỗi bông hoa thì có gắn thêm một ống hút. Đó là mỗi trẻ sẽ tự tay mình cầm những bông hoa này và đặt vào cái ống hút này một cách dễ dàng hơn. Trong môi trường lớp học của chúng tôi đã sắp xếp, thiết kế những không gian, những góc chơi hợp lý, sắp xếp những đồ dùng, đồ chơi và để ở những nơi mà trẻ dễ thấy, dễ tìm kiếm và dễ lái để khi sử dụng. Vâng, và đây là tại góc phân vai, chúng tôi đã trang trí và dựng lên hình ảnh siêu thị và chuẩn bị một số đồ dùng, đồ chơi như các loại rau, củ, quả, bánh kẹo để trưng bày. Góc phân hàng. Vai chơi như người bán hàng, người mua hàng. Người mua hàng sẽ lựa chọn những mặt hàng theo ý thích và sẽ trả tiền cho người bán hàng. Và góc phân vai có những nhóm chơi như nhóm bác sĩ, thì y tá, bán thuốc. Trẻ sẽ được trải nghiệm qua các vai chơi. Thông qua các vai chơi này thì trẻ sẽ biết trân trọng và yêu quý các nghề trong xã hội hơn. Tại góc xây dựng thì chúng tôi đã tận dụng các nguyên vật liệu để xây dựng mô hình theo chủ đề để kích thích sự sáng tạo của trẻ. Thông qua các nguyên vật liệu như là lon sữa, ống hút hay là thùng sữa thì chúng tôi đã thiết kế thành những ngôi nhà để trẻ có thể xếp chồng, tạo thành những ngôi nhà cao thấp theo ý thích của trẻ. Và đây là góc học tập từ các loại shop itis và các chữ số trên tờ lịch. Thì chúng tôi đã cắt dán tạo thành những chữ số tương ứng từ 1 tới 10 và cắt những cái loại rau củ quả và có gắn vào cái que gỗ như thế này để trẻ có thể dễ dàng đếm các số lượng từ 1 tới 10 và tìm chữ số tương ứng để cắm vào đó. Và bên cạnh đó thì chúng tôi còn thiết kế thêm một cái bóng gài. Bóng gài này thì cây xanh được cắt dán từ Shopee Tik, trẻ sẽ biết và sắp xếp theo quy tắc trình tự như là từ thấp đến cao hoặc là xanh kẽ to nhỏ từ những nước quả, từ rau củ quả đó là củ cà rốt. Và phía bên này thì chúng tôi còn cắt những cái hũ màu để giúp trẻ sẽ nhận biết màu và chọn những cái màu yêu thích mà trẻ sẽ thích và sẽ cắm ở lên trên này. Và đây là từ nguyên liệu là xốp nỉ thì chúng tôi đã cắt thành cây xanh và một số loại quả. Thì trên một số loại quả chúng tôi có gắn những chữ cái và phía sau ở chữ cái thì chúng tôi có gắn một cái vỏ gài giúp trẻ tự tay gắn lên những cái chữ cái
xanh có hoa quả và chữ cái xinh thêm sinh động hấp dẫn hơn. Và nhờ đó thì giúp trẻ sẽ củng cố được những kiến thức mới và củng cố những kiến thức mà đã học và cung cấp những kiến thức mới cho trẻ một cách dễ dàng hơn. Và tiếp theo là bảng học toán. Với bảng học toán này là bé học tách gọn những bông hoa và chia thành hai nhóm. Ở trên đây thì trẻ sẽ được tự do tách gọn, tạo theo nhóm theo ý thích của trẻ. Trẻ sẽ lấy chữ số và gán vào và những bông hoa tương ứng thì trẻ cũng sẽ tự tay mình gán vào những cái chữ số tương ứng mà trẻ đã đề cập phía dưới. Và đây là góc chơi nghệ thuật. Góc chơi nghệ thuật thì chúng tôi đã thiết kế với những bông hoa giúp trẻ có thể tự tay tháo ra một dễ dàng và trang trí theo ý thích của mình, như trang trí bình hoa hay là trang trí giỏ hoa quả trong ngày Tết. Và ngoài ra chúng tôi còn chuẩn bị một số nguyên vật liệu như là bẹ chuối, lá chuối khô hoặc là những cái cành hoa nhựa hay là giấy gói hoa để trẻ có thể tự do tự tay mình trang trí và làm ra những cái sản phẩm mà trẻ yêu thích. Đến với góc âm nhạc thì chúng tôi sẽ sử dụng các nguyên vật liệu như là vỏ lon hay là lon sữa hay là những cái thanh gỗ. Thì chúng từ những cái lon sữa lon bi như thế này thì chúng tôi đã cắt ra và bỏ một cái viên sỏi vào bên trong để tạo thành những cái chiếc saxo, tạo thành những cái âm thanh vui tai. Và cái lon sữa này thì chúng tôi đã thiết kế là trang trí ở phía bên ngoài là những cái tờ giấy xốp màu, xốp nỉ để tạo thành cái chiếc trống để giúp trẻ có thể hưng phấn và tích cực hơn, hấp dẫn hơn trong cái góc âm nhạc này. Sau khi được hoạt động ở trong lớp thì trẻ đã được tự do học tập, đóng vai, thể hiện những vai chơi mà mình yêu thích. Trẻ còn được thư giãn cùng cô ở ngoài trời và được quan sát trò chuyện về nội dung của chủ đề như tham quan vườn hoa, vườn rau. Và đây là vườn hoa và được các cô và cháu đã tự tay trồng và chăm sóc hàng ngày. Trẻ sẽ được trải nghiệm thông qua các góc chơi thiên nhiên này thì trẻ sẽ làm những công việc của các nông dân như tự tay mình chăm sóc bón phân của cỏ, giúp trẻ từ đó thì giúp trẻ sẽ biết cách chăm sóc và bảo vệ hoa cũng như cây xanh. Môi trường bên ngoài lớp học, chúng tôi đã sắp xếp các khu vực chơi một cách hợp lý, các góc chơi hấp dẫn, an toàn tính mạng cho trẻ, đó là điều quan trọng nhất. Và chúng tôi đã tận dụng những lon sữa để làm và tạo thành những cái đồ vật, đồ chơi thêm hấp dẫn hơn. Và đây là những cái viên sỏi mà chúng tôi đã sơn với nhiều màu sữa khác nhau thì để giúp trẻ khó khóa được với nước. Đó là bọc chim và bọc núi của những quả banh mà chúng tôi đã cắt những cái chai nhựa như thế này để tạo thành những cái chai nước. Và những cái chai này chúng tôi đã thiết kế cắt tạo thành những cái phiểu trong nước để giúp trẻ có thể tự tay mình đong những cái nước vào trong những cái chai như thế này. Và ngoài ra thì chúng tôi còn tận dụng những cái vỏ chai để thiết kế tạo thành những cái máng để trẻ đổ nước hay là thả những cái viên bóng này vào trong cái ống chai này ra dễ dàng hơn. Và đây là những cái chai nước lớn và đã được chúng tôi phun sơn và vẽ những cái bông hoa trang trí cho những cái chai này, tạo thành cho nó sinh động và hấp dẫn hơn. Và bên cạnh đó chúng tôi còn kết hợp những cái chiếc vòng nhựa để cho trẻ thao tác với cái trò chơi là ném vòng vào đích. Và đây là cái đậu bóng và chúng tôi đã thiết kế trang trí thêm những cái bông hoa màu sắc sặc sỡ để giúp trẻ có thể nhìn thấy dễ dàng nhìn thấy và ném những cái quả bóng này vào đổ. Và bên cạnh đó thì ngoài trời của chúng tôi còn có một số đồ chơi tự do như là bóng cược, bập bênh hay là vòng ngựa để giúp trẻ thêm vui chơi và giúp trẻ khỏe mạnh. Và ngoài ra thì lúc này ngoài lớp học của chúng tôi
còn tổ chức cho trẻ chơi những cái trò chơi dân gian giúp trẻ nhớ và lưu giữ những cái nét đẹp văn hóa của dân tộc. Trên đây là bài dự thi của trường Mầm Non tỉnh Bắc chúng tôi. Rất mong được sự đóng góp ý kiến của quý vị cùng các cô giáo để nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ, giúp trẻ được tham gia hoạt động trải nghiệm và học tập được tốt hơn.